Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Toilet C nhá. Hôm nay mình sẽ lần đầu tiên cầm cái danh hiệu đối tác PUBG Mobile thứ hai của mình đi solo squad ở cái map Karakin anh em ạ. Dạo này thì tự nhiên có cảm hứng chơi ở cái map Karakin này. Thứ nhất là cái thời gian của nó vừa tầm anh em, nó cứ khoảng độ tầm 15 phút là xong một game. Và cái thứ hai nữa là lượng người nó cũng đông anh em ạ. Và bắn ở đây thì mình cảm thấy là không có nhiều siêu nhân như là ở các map khác, cho nên là vui lắm. Đây đây đây, ui ôi à, thanh niên trèo ra đây bạn ơi. Ui dồi ôi, ngon quá. Nào bắt cua này, bắt cua này. Mượt, ui dồi quá mượt luôn. Đây nó đang có thằng ở trong nhà mình rồi. Ui ui giời ơi, cuối đời gặp Lan à. Ui dồi ôi, mình xin nhá bạn nhá. Ui dồi, đứng ở ngay sau lưng mà không biết gì anh em ạ. Một thanh niên chạy lên, tưởng tôi điếc à. Tôi nhặt súng nhưng mà tôi vẫn nghe thấy tiếng của bạn chạy lên từ đâu rồi. Bạn lao lên như một vị thần thế thì bạn chết rồi. Ui còn đông quá anh em ạ. Khu này hôm nay đông phết đấy. Đấy các bạn thấy chưa, Karakin chưa bao giờ nó làm cho Tuấn HC cảm thấy thất vọng cả. Gạt hết. Ui mình không có ba lô, cũng không có giáp, thành thử ra là nhà tôi ít đồ quá. Ui vãi cả nồi ạ. À, anh em nhìn thấy một thằng nó bắn rocket vào nhà mình chưa? Một thằng chạy ở phía dưới nữa này. Từ từ mình vừa rồi mình bật cái tăng tốc độ vút ngang để mình thử xem nó có ảnh hưởng đến cái độ nhạy ghi đồ không. Nhưng mà có vẻ như là nó không ảnh hưởng anh em ạ. À, nhiều khi bắn hơi bị chóng mặt bởi vì mình vẫn vút tay mà anh em. Nhưng mà có một thứ mà mình muốn chia sẻ thật sự với các bạn ấy là mình tự nhiên đến hôm nay ngày thứ 5 rồi đúng không? Ngày thứ 5 mình luyện Gyro ấy thì mình cảm thấy là không phải là mình chán nản đâu anh em, mà thật sự là giống như kiểu cái Gyro này nó sinh ra không phải để dành cho mình ấy anh em. Nó để dành cho những bạn gọi là trẻ trẻ thôi. Còn không biết như anh em mà khoảng độ tầm 30 tuổi trở lên giống như mình ấy thì anh em có ai bắn Gyro hay là mọi người tất cả đều ghim tay nhở? Mình nghĩ là giống kiểu những người mà đã quen bắn ghim tay ấy, bây giờ chuyển sang Gyro rất là khó luôn. Đây, mấy thanh niên này chắc chắn là ở trong nhà trước mặt mình này. Từ từ đã anh em nhá. Chơi cái map Karakin này không phải dạng vừa đâu anh em. Cũng nhiều cao thủ á, bắn cái chết nhưng mà kiểu chết ở map Karakin này nó vừa lòng lắm mọi người. Nó không kiểu bị ảo anh em hiểu không? Nó chết nó hợp tình hợp lý chứ nó không ảo như kiểu mấy pro player ở bên các map khác đâu. Chết mà giống kiểu mình tâm phục khẩu phục ấy. Để mình giả boss anh em nhé. Giả boss như thế này mà còn không vào nhà nữa là thôi đấy. Ui có thằng bỏ trên đầu. Ui vãi nồi. Mình đang đi tìm cái cửa, mình đang đi tìm cái cầu thang để đi lên để xem là cái thằng ở trên đấy nó sẽ chạy xuống chỗ nào thì may quá nghe thấy tiếng chạy ở sau lưng, quay lại bắn chết luôn. Ui rồi ôi, anh em thấy chưa? Đó, một tình huống vào nhà lỡ ngớ. Quả đấy mà mình phản đúng là chậm một tí thôi là coi như là thôi cụ đi chân lạnh toát rồi đấy. Mình không nhìn thấy cái cầu thang ở ngay cạnh luôn. Trời đất ơi, cái cửa nó che anh em ạ. Nghe giống bot lắm. Mà là bot thật anh em ạ. Gạt luôn. Ui. Thanh niên bắn M16 tởm vậy. Nhưng hình như cũng là bot anh em ạ. Này, đầu đây rồi. Này thì bò. Cứ phải gạt trước đã. Bot hai người mà bắn M16 khiếp thế nhở. Đây rồi. Điện hạ mấy thanh niên. Ui dồi ôi, quả đấy mà mít thì thôi. Thì thôi luôn nhá. Ai. Ui dồi ôi. Trời ơi cái ghi đồ. Ghi đồ nó hại mình mấy lần rồi anh em. Chết rồi. Cái này chắc là mình không có duyên phận với cái ghi đồ rồi anh em ạ.
chứ bắn giro như thế này thì mất hết. Bắn giro người ta thiên về gọi là cố gắng luyện giro để sấy xa, mình để đem giro vào để sấy gần, thế này thì toang. Sấy gần thì cải thiện mà sấy xa thì không cải thiện, thế này chắc là thôi, chắc là phải chơi kết hợp kiểu bắn gần thì giro, còn bắn xa thì thôi thì cứ trung thành với cả gọi là ghìm tay thôi anh em ạ. Chứ tình hình như này là không ổn rồi. Bắn gần thì ngon mà bắn xa thì dở. Những cái khoảng cách như thế này là mình không dám bắn rồi này anh em này. Đó. Thôi cố luyện lốt ngày hôm nay xem tình hình nó như thế nào anh em nhá. Nó không đưa đúng. Nó không đưa tâm được đúng cái chỗ của mình mà mình biết mà mình muốn ấy. Ô ngon, cái được một con boss thanh đến đấy. Vào đây bạn, vào đây. Lên đấy. Bạn lên đây, bạn lên đây. Tầm này thì tôi ngán bố con đứa nào nữa. Trời ơi. Ôi ơi, nó bị bắn chết rồi anh em ơi. Để mình gạt hộ cho bạn ơi. Trời ơi. Thôi nha. Thế là đủ rồi đấy. Kiểu mỗi lần mà mình bắn anh em là mình ấn vào cái nút bắn ấy là cái iPad nó nghiêng cái. Nên mình cứ phải trỏ con iPad lại ấy. Thành ra nó cứ kiểu nó cứ bị dập dìu. À! Dập dìu à! Để. Ok, không sao, làm lại anh em ơi. Ai. Bực thật sự. Ui, đông thế. À, con tên lên chạy ngoài này. Chắc không có súng rồi anh em ạ. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi đâu? Ui giời ơi. Một bạn người Việt. Ui. Trời đất ơi. Sao chúng ta lại gặp nhau trong một trận đấu thế này? À, bạn bán đào ơi. Ôi, bạn bán cái gì? Bạn không bán, bạn đi bán đào. Ui tiếng. Ui. Ui, bên trái cũng có nữa anh em ạ. Ui nguy hiểm thế nhở? Trước mặt có, bên trái có. Thế này mình mà chỉ cần mở cái cửa kia ra, anh em tin tôi mà mở cái cửa kia ra là nó bắn nát người tôi không? Thôi, tốt nhất là ở trong đây anh em. Sống chết có số, phú quý do trời. Chết thì lại làm lại game mới. Đây, thành hiện. Ô, đứng im đây. Mình xin. Ôi trời ơi. Gạt vội. Riêng cái bọn Indo này là cứ phải là gạt vội anh em ạ. Gạt vội, gạt vàng luôn đấy. Có thanh niên vào nhà mình. Đi lắt léo với chúng tôi này. Có súng bạn. Úi dồi ôi, toàn sắp lọ thế này. Thôi được rồi, có khẩu vé là ngon rồi. Còn trước mặt mình nữa thôi anh em. Nhưng mà nghe vẻ đông lắm. Trước mặt này, bên trái cũng có này. Dự là nó giải ra mấy nhà lận luôn ấy. Đây nó nhảy xuống rồi. Phi vào đây. Bắn map này là không giả boss được đâu anh em. Nó bắn nhanh lắm. Ui chết. Ui hên thế. Quả đấy mà thanh niên kia để ý là mình tỏi rồi đấy. Thôi anh em ạ, tốt nhất là lên chủ động thôi. Chứ mà bị động ngồi đây là tí nữa kiểu gì cũng cụ đi trên lạnh toát đấy. Lửa này né đi. Không thấy chết ai cả. Cảm giác như có một thanh niên ở trên nóc nhà hay sao ấy. Ôi đấy đúng mà. Vậy một thanh niên tầng 2, một thanh niên trên nóc nhà và một thanh niên nếu như mình đoán không nhầm thì ở bên nhà bên trái hoặc là sau lưng nhà đấy. Đây này, nó nhảy với chúng tôi này. Nhảy rồi, một thằng ở trên đấy. Vào nhà. Ôi thằng đấy mà không chết kìa. Vào nhà. Ui giời. Ơ à, thì không phải rồi. Hai team anh em ạ. Rồi. Nấp anh em ạ, nấp. Các bạn thích nấp ở đấy đúng không? Thích nấp ở đấy này. Ui giời ơi. Đã chưa. Lút đồ. Tí chết. Giờ các bạn ấy làm sao mà ngờ được là việc mình cầm hẳn khẩu Bezoka lã vào các bạn ấy đúng không anh em? Quả gọi là đầu nảy số nhanh vãi đồi luôn. Thấy khó cái tự nhiên thấy cái Bezoka ngay cạnh cái lút luôn Bezoka.
có tiếng này. Ố, thanh niên ngồi cam ai đấy? Không nghe thấy tôi ở trên này à? Không nghe thấy tôi ở trên này à? Nói chung là bắn cái hero này ấy, bình tĩnh thì mình nhớ, mà đúng là khi mà mình nhớ ra ấy, ui, mình nhớ ra là phải ghim hero ấy thì nó chuẩn thật, nhưng mà không nhớ một cái là thôi toang anh em ạ. Ui, mình như con bot hay sao ấy. Mẹ quên, trời ơi. Ô, có cái tiếng. Ô, à, nó đi vào hầm anh em ạ. Bọn này chia team ra, một thằng vào hầm lút đồ với lại mấy thằng ở ngoài bắn bot à? Hay là bạn đang đấy, mình vào mình bắt thằng ở hầm trước anh em ơi. Bạn chui xuống hầm là bạn dại dột với tôi. Úi. Ai à? Ai à? Thanh niên cũng biết nhấp nhả anh em ạ. Nhấp nhả ra đây, tôi kiểm tra là tôi có quả lửa rồi đấy. Nhấp nhả ra đây. Nhất quyết không ra, ok. Thế thì bạn sẽ lãnh hậu quả thôi. Chạy ra, chạy ra. Ôi giời ơi. Cái hầm này nó bé lắm. Nếu như tôi không nhầm, cái hầm này nó bé tí à. Đúng luôn, trời ơi. Phải vào mấy cái điểm hầm to thì mới có chỗ để mà chạy. Còn hầm mà bé như thế này thì chết chắc rồi. Thanh niên định dùng bezoka vã mình đây mà. Nhưng mà không được. À, thế là đúng rồi. Một thằng vào hầm với mấy thằng còn lại là đi ra ngoài lút đồ. Bọn mày xuống đây, bọn mày xuống đây. Chúng đây là chết liền anh em ạ. Ôi, lộn lộn lộn. Ôi giời ơi, chết chết. Ôi, bị kẹt rồi anh em. Ê. Bị kẹt. Thôi, không được. Một là nó phải bơm máu, hai là nó phải cứu. Không thể làm được cả hai anh em ạ. Mình lên luôn. Lên luôn là chính xác chứ còn gì nữa. Tầm gần ghi đồ đỉnh cao lắm. Không có tượt được đâu. Đây à, có cây M4 anh em ạ. Làm cây M4. Đấy. Ngon. Hợp lý rồi đấy. Đấy. Bắt đầu cái tầm này là tầm run sợ nhất của mình đấy anh em này. Là cái tầm mà kiểu mấy ngày hôm nay làm clip khổ lắm anh em ạ. Cứ ghi đồ thôi mà bắn nó toàn tuyệt. Nản ơi là nản. Đây có tiếng súng ở đây này. Vậy là bọn này nó vẫn bắn ở trong khu. Có thanh niên chạy bên đồi nữa kìa. Chết mẹ rồi. Bắn thế thì hỏng rồi. Vậy là một thằng chạy trái. Còn hai team đang ở trong đây vẫn đang bắn nhau. Á, à, nó ngồi đấy. Ôi trời ơi, mai ai. Thôi. 5 ngày là quá đủ rồi anh em nhá, 5 ngày là quá đủ rồi. Tôi nghĩ là thôi anh em đừng đặt cho tôi cái thử thách ghi đồ ghi rủng gì nữa. Tôi đã quá chán với cái ghi đồ ghi rủng này rồi. Mở góc. Không quen anh em ạ, thật sự luôn đấy. Hay là mình già rồi. Mình không thể nào mà thích ứng được với cả gọi là cái vòng quay của công nghệ nữa rồi anh em ạ. Hay là một số thằng yêu công nghệ nó hay chửi mình là thằng mù công nghệ ấy. Chắc là mình chỉ thích những công nghệ xưa cũ thôi. Thôi thì tự lực cánh sinh anh em ạ. Ghim tay cho nó lành. Ghi đồ ghi rủng khổ vãi nồi luôn đấy. Anh em biết là lần này tôi quyết tâm là tôi còn phải ngồi tôi học vợ tôi nữa. Và cuối cùng tôi không học được. Thật là ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Chứ mấy hôm nay làm clip muộn toàn là do như thế này này anh em này. Đấy, cái tầm cứ khoảng độ tầm có trận tôi bắn đến 16-17 kill rồi. Tự nhiên quảng phát. Cay vãi nổi luôn ấy. Tức cái lồng ngực dã man luôn. Bắn bên góc này mình cứ đẩy trái thôi. Xong mình bắt phải. Hợp lý này. Rồi nhớ. Phải dùng ghi rồ. À, thêm một pha sấy mù mắt nữa thôi là bỏ ghi rồ luôn. Đâu rồi? Vừa thấy bắn nhau xong mà. Đâu tay à? Đây à, chưa bắn được.
Ui, tôi chết mẹ rồi. Ui, trời ơi. Ghi rồ. Thông thường là thằng đấy chết rồi đấy anh em ạ. Trời ơi. Các bạn cho tôi lời khuyên là tôi có lên luyện nữa không? 5 ngày mà chưa có kết quả nào nó ra hồn. Có lẽ là tôi đúng thật là ngu lâu rốt bền rồi anh em ạ. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn HC. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.